Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa, chủ trì phiên họp thứ 6 của ban chỉ đạo đánh giá kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 được đẩy mạnh toàn diện bài bản và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cụ thể hóa các chủ trương giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương. Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương quy định, văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực được triển khai đồng bộ, công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực đạt kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, đồng thời yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, làm rõ và xử lý một số trường hợp cán bộ đảng viên có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xử lý giải quyết 17 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực diện theo dõi chỉ đạo, xử lý kịp thời nghiêm minh đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo sức răn đe phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Các thành viên ban chỉ đạo đã chủ động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo lĩnh vực địa bàn phụ trách. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo đã phát huy vai trò tham mưu điều hòa, hỗ trợ các thành viên ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tổng hợp đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xác minh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực giúp ban chỉ đạo xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, trưởng ban chỉ đạo khẳng định năm 2003, hoạt động của ban chỉ đạo Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Những kết quả đó được dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa để triển khai đồng bộ các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết, quy định mới ban hành và các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương của Tổng Bí thư và các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh triển khai khẩn trương kịp thời hiệu quả chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo tham mưu sơ kết tổng kết việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo đề nghị ban chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan tổ chức đơn vị trong bộ máy nhà nước về cải cách hành chính, về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn đẩy mạnh công tác giáo dục và thực hành văn hóa liêm chính cho cán bộ đảng viên công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ gốc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát thanh tra trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ quan tổ chức đơn vị ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp kiên quyết khắc phục tệ tham nhũng vặt kịp thời chấn chỉnh khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm không dám làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra truy tố, xét xử các vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án vụ việc diện ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí truyền thông trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thật sự gương mẫu trong sạch, liêm chính, có bản lĩnh, có dũng khí để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng đây mới chỉ là kết quả bước đầu, phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn là công việc hết sức khó khăn, phức tạp do vậy từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị và bộ máy ngày càng trong sạch vững mạnh tạo điều kiện môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh